nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ các nguồn lợi thủy sản, đồng thời huy động nguồn lực của các tổ chức cá nhân, tăng ni Phật tử. Theo chương trình phát động của Ủy ban Nhân dân huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, sáng ngày 30 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch, Ban trị sự Phật giáo huyện Lấp Vò đã đến tham dự lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại huyện. Tham dự có bà Trương Thị Diệp, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và lãnh đạo các ban ngành của huyện. Theo đó, Ban trị sự Phật giáo huyện Lấp Vò đã kêu gọi Phật tử trong huyện tham gia và thả 2.565 ký cá các loại về môi trường sống. Tất cả các loài được thả đều phù hợp với tiêu chuẩn sinh vật có lợi theo yêu cầu của các cơ quan chức năng về môi trường nông nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Lệ Nhật, Phó Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện Lấp Vò cho rằng, hoạt động thả cá và các nguồn thủy sản có lợi khác vào các kênh rạch sông ngòi là hoạt động thiết thực, góp phần tái tạo phục hồi nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên. Bên cạnh đó cũng có ý nghĩa trong việc tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại địa phương. Với tinh thần từ bi và bình đẳng của Phật giáo, đây là một phẩm chất của người đệ tử Phật cần có. Được biết, đây là lần thứ hai trong năm 2023 diễn ra hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại huyện Lấp Vò. Lần đầu diễn ra tại xã Tân Mỹ, lần thứ hai tại xã Bình Thành, các xã thị trấn khác trong huyện sẽ lần lượt thực hiện sau đó.